Spider Room không thể thực hiện video bạn đang xem nếu thiếu đi sự đóng góp của các hội viên sau đây. Chỉ tính riêng sàn chứng khoán của New York, hàng ngày có đến hàng tỷ cổ phiếu được giao dịch. Thủ đô Amsterdam, Hà Lan dường như là cái nôi của các thế hệ dân chơi. Tất nhiên là không phải là vì nền công nghiệp cần sa đóng góp đến hàng tỷ euro hàng năm cho nền kinh tế quốc gia này, mà bởi đây là nơi tọa lạc những cột mốc đầu tiên cho thị trường chứng khoán toàn cầu. Năm 1602, cổ phiếu hiện đại lần đầu tiên được phát hành bởi công ty đông ấn Hà Lan được đem lên sàn Nieuwebrug, Amsterdam. Từ xuất phát điểm đó cho đến nay, có tới hơn 43.000 doanh nghiệp ghi danh trên các sàn chứng khoán trên khắp thế giới. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các dân chơi chứng khoán, hay chỉ khiến cho người ta thêm đau đầu giữa quá nhiều lựa chọn? Hôm nay, thông qua bài viết của tác giả Roxy the Barbie, xin mời các nhện đào sâu vào tư duy của các dân chơi, người ta chọn đầu tư cổ phiếu như thế nào? Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nhện? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Dân chơi thì chơi cái gì? Cổ phiếu tất nhiên không phải là ngân phiếu hay người anh em khác cha khác cả mẹ của nó là trái phiếu. Đây là một loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hay được ghi trên sổ sách, chứng nhận người mua nó là một cổ đông và nắm giữ một phần quyền sở hữu tương đương đối với công ty phát hành. Bằng cách sở hữu cổ phiếu, nhà đầu tư nắm giữ một phần thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp được tính toán dựa trên thước đo về lợi nhuận của các công ty này. Điều mà chúng ta hay các dân chơi quan tâm chủ yếu là giá trị của cổ phiếu. Giá trị này hoạt động dựa trên nguyên lý cung cầu. Khi số lượng người muốn mua cổ phiếu vượt quá số lượng người bán, giá trị trên thị trường của cổ phiếu tăng vọt, và điều ngược lại sẽ xảy ra khi nguồn cung dư thừa so với nhu cầu thu mua. Vậy, giá trị cổ phiếu không chỉ đơn thuần là thể hiện giá trị vật chất mà còn thể hiện sự đánh giá của đại chúng về tiềm năng gia tăng lợi nhuận của một công ty. Và làm sao mà có thể biết được khi mà có vô số các yếu tố có thể tác động đến doanh nghiệp cả tốt lẫn xấu? Các yếu tố ngoại cảnh như chính trị, xã hội đến những yếu tố xuất phát từ chính nội tại công ty, ví dụ như bê bối mua bán thông tin khách hàng hay phát ngôn khác bọt đến từ vị trí của CEO doanh nghiệp. Những điều này làm cho giá trị cổ phiếu không bao giờ được sống trong êm đềm mà phải liên tục trải qua đắng cay ngọt bùi với vòng đời khúc khuỷu, đã có lúc lên mây nhưng có lúc lại bị các nhà đầu tư bán tháo xua đuổi. Cái đích của một dân chơi. Vậy các dân chơi chứng khoán hướng đến vạch đích nào khi bước chân vào cuộc chơi này? Một logic phổ biến chính là các nhà đầu tư đặt niềm tin vào sự tăng trưởng của giá trị cổ phiếu. Lợi nhuận họ thu được là sự chênh lệch giữa giá mua ban đầu, thứ mà sẽ thấp hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu sau đó một khoảng thời gian tăng trưởng. Tất nhiên đây không phải là viễn cảnh của các dân chơi kém may mắn hơn khi sự tăng trưởng không đi theo lộ trình được dự đoán trước đó mà tắt cái van đi thì đơn giản là họ bị lỗ. Lại có những dân chơi khác chọn đầu tư vì họ tin rằng tốc độ mà lạm phát làm giảm đi giá trị món tiền sẽ làm chậm chân hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của giá trị cổ phiếu. Ví dụ như lạm phát ở mức 2% nhưng giá trị tăng trưởng của cổ phiếu ở mức 3% thì không những món tiền đầu tư không bị mất đi giá 2% được bảo toàn những giá trị ban đầu mà còn bonus thêm 1% lợi nhuận. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một nhóm các nhân vật gia nhập vào cuộc chơi với tâm thế phá đảo thị trường. Tuy cùng một chiến tuyến nhưng các dân chơi này lại chia thành hai phe đối lập nhau. Những dân chơi chủ động sử dụng chiến lược cổ phiếu nhất định thời gian cố định, họ lợi dụng những dao động nhất thời của thị trường chứng khoán, mua vào khi giá cổ phiếu chạm đáy và bán ra khi giá trị cổ phiếu này tăng vọt trở lại rất nhanh sau đó. Những người chơi này có niềm tin chắc chắn vào khả năng dự đoán thị trường và sự hồi máu của loại cổ phiếu họ mua, trái ngược hẳn với các dân chơi hệ bị động. Trước khi đào sâu hơn vào tầm nhìn của những dân chơi thuộc hệ này, chúng ta cần quay ngược lại định nghĩa của câu phá đảo thị trường mà trước đó tác giả chưa làm rõ. Thuật ngữ phá đảo ám chỉ lợi nhuận thu được từ các thương vụ đầu tư vượt quá chỉ số S&P 500. S&P 500 là cái gì? Đây là một chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về sự chuyển động tổng thể của thị trường. Như vậy, bản chất vốn hóa của thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị cổ phiếu, nghĩa là nó không chỉ ra lợi nhuận thực tế mà công ty làm được mà chỉ là sự đánh giá của công chúng đối với khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. Chỉ số này đồng thời cũng không khái quát được toàn bộ thị trường chứng khoán bởi vẫn tồn tại những cổ phiếu vừa và nhỏ với các đường mức dao động hoàn toàn khác nhau. Để mà nói thì nhìn chung, số này vẫn là một công cụ đại diện hữu ích cho việc đánh giá tổng thể thị trường. Người ta thường kháo nhau rằng thị trường chứng khoán hoạt động như một chiếc máy kiểm phiếu bầu trong quỹ thời gian ngắn hạn.
Lý do là bởi những dao động nhất thời trong giá trị của một loại cổ phiếu thể hiện ý kiến đánh giá của đại chúng về giá trị công ty. Nhưng trên đường dài, thị trường này vận hành như là một chiếc cân, cân đo sức nặng của chính doanh nghiệp. Tất nhiên không phải là sức nặng vật lý nha, mà là sức chọi. Bởi đường dài mới biết ngựa hay, khi nhìn tổng quát đồ thị giá trị cổ phiếu sau một quý, hai quý hay một năm, chúng ta mới thấy được rõ xu hướng phát triển và khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty đó. Theo góc nhìn này, các dân chơi hệ chủ động tập trung khai thác triệt để cỗ máy kiểm phiếu. Họ nhận thấy rằng giá trị cổ phiếu tại một thời điểm bất kỳ nhất định hoặc đánh giá quá cao, quá thấp giá trị của một công ty, hoặc không thể phản ánh bản chất của các chuyển biến mà sẽ gây tác động mạnh lên toàn thị trường. Dân chơi chủ động tối đa hóa lợi nhuận khai thác được từ thị trường chứng khoán bằng cách mua vào các cổ phiếu ở mức giá thấp hơn so với cái giá mà nó thực sự xứng đáng. Ok, mà làm sao họ có thể nhìn ra tiềm năng từ những lá cổ phiếu bị thị trường khinh rẻ này? Những người chơi này dùng đến chiến thuật xem xét, đánh giá tình trạng vận hành, dữ liệu báo cáo tài chính, quan sát xu hướng giá cả, nguyên vật liệu và sản phẩm đầu ra, kể cả dùng đến các thuật toán. Ở một thái cực đối lập, các dân chơi thụ động đặt niềm tin vững chắc vào cán cân trọng lực hay sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp trong thời gian dài. Mặc cho thị trường tại một thời điểm nhất định tồn tại vạn biến, tâm họ vẫn bất biến, vững tin vào sự tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp trên quãng đường dài. Do đó, nếu các dân chơi này mua vào một loạt các loại cổ phiếu tiêu biểu trong thị trường, qua thời gian nó sẽ phát triển giá trị lợi nhuận. Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải trực tiếp thực hiện giao dịch này thông qua việc tham gia các quỹ đầu tư chỉ số Index Fund. Đây là loại hình quỹ tương hỗ mua tất cả các cổ phiếu trong một loạt chỉ số chứng khoán nhất định. Ví dụ, cổ phiếu của 30 công ty công nghiệp hàng đầu nước Mỹ thông qua chỉ số Dow Jones. Rời xa khỏi nhập nhằng số lý thuyết, quay về thực tế, có lẽ ranh giới giữa thực tế tồn tại rất nhiều dân chơi là kết quả lai tạp từ cả hai hệ. Ví dụ như có những dân chơi chủ động mua các cổ phiếu nhất định nhưng lại giữ chúng trong khoảng thời gian dài, chứ không bán ra ngay khi giá trị của loại cổ phiếu chạm đỉnh. Suy cho cùng, đầu tư chứng khoán chẳng phải cuộc chơi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Dám cá rằng, nếu có một hướng dẫn nhập game rõ ràng được viết ra, chắc hẳn toàn thể xã hội sẽ đổ xô vào thị trường này. Một vài lời từ tác giả là: mình viết bài này khá khô khan nên cảm ơn độc giả đã đọc đến dòng này. Yêu mọi người cực kỳ luôn. Bài viết sẽ không đi sâu vào thị trường chứng khoán mà chỉ quan sát và nhìn một cách tổng quan về kiểu của nhà đầu tư trong thị trường. Mong là bài viết hữu ích với mọi người. Vì vậy, hãy ủng hộ tác giả bằng cách click vào đường link dẫn tới bài viết gốc ở phần mô tả nhé. Và đừng quên ủng hộ Spider Room bằng một like, một subscribe. Peace.